chào quý vị và bà con. Thưa quý vị và bà con, ngày hôm nay vùng áp thấp nóng ở phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông, khiến gió trên vịnh Bắc Bộ chuyển dần sang hướng Nam đến Tây Nam và hoạt động mạnh hơn. Vào lúc 7 giờ sáng nay ở trạm đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió cấp 5, giật cấp 8, biển hơi động. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai thì cường độ gió Tây Nam đến Nam trên vịnh Bắc Bộ sẽ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sang đến ban ngày thì gió duy trì với cường độ trung bình là cấp 4, cấp 5 nên thuận lợi hơn cho việc lưu thông của các phương tiện tàu thuyền. Trên khu vực biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ, từ Quảng Trị cho đến Ninh Thuận, gió Tây Nam duy trì cấp 4, cấp 5, thời tiết khá tốt, phổ biến ít mưa nên tầm nhìn xa thông thoáng. Ngoài ra trên vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, thời tiết cũng chuyển tốt hơn, mưa rào và dông chỉ xảy ra vài nơi nên tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, cường độ gió không mạnh. Nhìn chung, thời tiết và tình trạng biển thuận lợi để bà con ra khơi đánh bắt thủy hải sản, cũng như các chuyến tàu ra thăm đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Trong khi đó, tại khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Nam Biển Đông thì thời tiết vẫn còn khá xấu, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, làm tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió rất mạnh. Tiếp theo là những dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước. Thưa quý vị và bà con, tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, đới gió Tây Nam đến Nam hoạt động với cường độ cấp 4, cấp 5. Về đêm và sáng sớm, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển dao động từ 1,25 đến 2,25 m, có lúc còn trên 2,25 m, biển động. Nên tàu thuyền cần lưu ý khi hoạt động vào thời điểm này. Thời tiết duy trì mây thay đổi, có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Tương tự như vậy trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, ban ngày thì đới gió Tây Nam đến Nam duy trì với cường độ cấp 4, cấp 5. Về đêm và sáng sớm thì gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển có lúc cao trên 2,25 m, biển động. Tuy nhiên thì thời tiết ở đây tương đối tốt, trời ít mây, không mưa nên tầm nhìn xa rất thoáng đãng. Lùi xuống phía Nam đến với vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn. Tại đây thì gió thổi đều theo hướng Tây Nam với cường độ cấp 4, có lúc cấp 5, sóng biển cao dưới 1,75 m, tình trạng biển bình thường. Ngoài ra trên vùng biển này thì trời ít mây, không mưa nên tầm nhìn xa thông thoáng, rất thuận lợi cho các chuyến tàu ra đảo cũng như các hoạt động đánh bắt thủy sản của bà con ngư dân. Tại vùng biển Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, gió Tây Nam duy trì là cấp 4, cấp 5, sóng biển cao dưới 2 mét, thời tiết tương đối tốt, phổ biến không mưa nên tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Nhìn chung thì thời tiết và tình trạng biển vẫn ủng hộ cho bà con ngư dân ra khơi đánh bắt thủy hải sản. Xuống tới vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, tại đây thì biển vẫn còn động, gió Tây Nam ở mức cấp 5, sóng biển dao động trong khoảng từ 1,25 đến 2,25 m, thời tiết chuyển xấu, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, làm tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa, do đó các tàu thuyền nhỏ nên hạn chế ra khơi. Chuyển sang vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả đảo Phú Quốc và Thổ Chu, gió Tây Nam thổi đều với cường độ chỉ khoảng cấp 4, sóng biển không quá 1,5 m, mưa rào và dông chỉ xảy ra ở một vài nơi, tình trạng biển êm ả thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan thì thời tiết tương đối tốt, chỉ có mưa rào và dông vài nơi nên tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió Tây Nam thịnh hành với cường độ cấp 4, sóng biển cao dưới 1,5 m, thời tiết về tình trạng biển đã ủng hộ cho các hoạt động hàng hải. Trở ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong 24 giờ tới thì nơi đây tiếp tục duy trì thời tiết tốt, trời ít mây, ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng, tình trạng biển bình thường với gió Nam đến Tây Nam, thổi đều, cường độ cấp 4, có lúc cấp 5, sóng biển cao dưới 1,75 m, do đó các hoạt động trên biển có thể diễn ra một cách khá thuận lợi. Tại khu vực giữa Biển Đông, từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, gió Tây Nam thịnh hành với cường độ trung bình là cấp 4, cấp 5, sóng biển dao động trong khoảng từ 1 đến 2 mét. Ngoài ra, trên vùng biển này thì trời duy trì trạng thái mây thay đổi, mưa rào và dông chỉ xảy ra ở vài nơi nên tầm nhìn xa thoáng. Thời tiết và tình trạng biển ủng hộ tàu thuyền ra khơi xa đánh bắt thủy hải sản. Tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và sông Tử Tây, thời tiết khá xấu, trời nhiều mây, mưa rào và dông xuất hiện ở diện rải rác, làm cho tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông thì bà con ngư dân cần đề phòng lốc xoáy và gió rất mạnh. Gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình là cấp 4, cấp 5 nên sóng biển cao từ 1 cho đến 2 mét. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.